Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày đề tài, nghi lễ khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đặt trọng tâm vào Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một bác sĩ nọ tìm đến với một vị giám mục và tuyên bố: Con đến cho Đức Cha hay, con muốn ra khỏi giáo hội. Đức Cha nghĩ sao? Vị giám mục xin ông cho biết lý do. Ông liền nói, Đức Cha nghĩ coi. Giáo hội có mặt trên trần gian này 2000 năm rồi. Thế mà con người có khá hơn không? Vị giám mục bình tĩnh trả lời. Bác sĩ nói chí lý. Nhưng bác sĩ cũng hãy nghĩ coi. Nước đã xuất hiện trên mặt đất này bao nhiêu triệu năm rồi. Vậy mà sao ngày nào, bác sĩ cũng như tôi, cũng phải đều rửa tay. Nghe thế. Vị bác sĩ thinh lặng ra về, không còn nghĩ tới chuyện rời bỏ giáo hội nữa. Quý vị và các bạn thân mến!
Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, đừng bao giờ thất vọng về cuộc sống. Cuộc sống luôn có những điều xấu, nhưng trong đó cũng có những điều tốt. Ngay cả trong giáo hội và bản thân mỗi người cũng thế. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng, nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá, cả cá tốt và cá xấu. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta đọc, tôi tin giáo hội thánh thiện. Phải chăng giáo hội thánh thiện? Vâng, thưa phải, vì giáo hội được Chúa Giêsu thiết lập, Ngài là đấng thánh và là đầu của giáo hội, còn giáo hội là thân thể của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu lại trao giáo hội cho con người lãnh đạo và cư ngụ trong đó. Nên, trong giáo hội cũng có những người tốt lẫn người xấu. Vì họ là con người yếu đuối mỏng giòn, dễ làm cho giáo hội trở nên hoen ố. Thấy tình trạng đó, Chúa vẫn khoan dung để như thế, vì Ngài muốn cho kẻ xấu có thời giờ hoán cải thành người tốt. Nhưng lòng khoan dung của Thiên Chúa cũng có giới hạn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy điều đó. Đến ngày tận thế, Chúa sai các thiên thần tách biệt, kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Lúc đó, giáo hội của Chúa toàn là những người công chính và đạt đến sự thánh thiện như ban đầu Chúa đã thiết lập. Thực sự, thân phận của giáo hội dưới thế cũng giống như những thân phận của mỗi người chúng ta. Có tốt và có xấu lẫn lộn. Đừng lên án giáo hội, đừng lên án ai cả. Cũng đừng bực tức bất mãn với giáo hội hay với bản thân mình. Thái độ phải có đối với mỗi người là khiêm tốn nhìn nhận thực tế và kiên trì sửa đổi để ngày một nên tốt hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng khoan dung và kiên nhẫn như Chúa, khi lãnh đạo đoàn chiên của Chúa, cũng như bản thân chúng con, để chúng con có thể cho người khác, cũng như bản thân mình, những cơ hội hoán cải trở về với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho vị lãnh đạo giáo hội của Chúa, là Đức Thánh Cha Francisco, đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan, để Ngài có thể giúp giới trẻ, cũng có lòng khoan dung và kiên nhẫn chờ đợi như Chúa. Amen. Luôn vang dung, luôn tự tham.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Auschwitz, Ba Lan. Đông đảo các bạn trẻ viếng thăm trại tập trung Auschwitz. Trong những ngày qua, đông đảo các bạn trẻ quốc tế đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz và Birkenau, nhân dịp đến Ba Lan tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban giám đốc trại dự kiến trong dịp này, cho tới ngày mùng 3 tháng 8, có 300.000 bạn trẻ đến viếng thăm hai trại, nơi 1.100.000 người bị Đức Quốc xã sát hại trong các lò hơi độc. Trong số này, có 1.000.000 người Do Thái, 75.000 người Ba Lan, 21.000 người du mục, 15.000 tù nhân chiến tranh. Nhiều người trẻ dừng lại mặc niệm trong thinh lặng trước những tàn tích của các lò hỏa táng tại Auschwitz và Birkenau. Hai trại cách nhau 3 cây số. Nhiều người trẻ khác quỳ gối trước bức tường hành quyết, trong khi một số khác tiến qua các khu nhà của các tù nhân trước kia. Có nhiều nhóm bạn trẻ các nước cũng viếng thăm các trại tập trung khác ở Đức và Áo trên đường đi Ba Lan dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, như trại Dachau ở mạng bắc thành phố Munich, hoặc trại Mauthausen ở Áo, cách thành phố Linz 25 cây số. Cũng liên quan đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, hôm 25 tháng 7 vừa qua, ban tổ chức công bố con số các tham dự viên đăng ký chung kết là 356.000 người từ 187 quốc gia. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, ban tổ chức cho biết số người đến tham dự không đăng ký có thể lên tới 1.500.000 người, nhất là trong thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 31 tháng 7 tại cánh đồng lòng thương xót ở Brzegi, cách trung tâm Cracovia 15 cây số. Trong số những người đăng ký chính thức, có 78.000 người Ba Lan, 63.000 người Ý, 33.000 người Pháp, 31.000 người Tây Ban Nha và 24.000 người Mỹ. Từ nước Đức láng giềng có 12.000 bạn trẻ, trong khi từ Cộng hòa Tiệp và Slovak, mỗi nước có 6.000 tham dự viên. Từ Bồ Đào Nha có 5.000 bạn trẻ và từ Áo có 3.000. Cách đây 3 năm, có khoảng 200.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil, nhưng số người thực tế đến dự là 3.700.000 người. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Giáo hội tại Hoa Kỳ thúc đẩy đối thoại và chữa lành. Đức cha Robert Muenz, giám mục giáo phận Baton Rouge, bang Louisiana, Hoa Kỳ, nơi 3 cảnh sát bị 1 lính thủy người Mỹ gốc Phi bắn chết mới đây, cho hay bầu khí tại thành phố khá ảm đạm. Hiện tại những nhà lãnh đạo giáo hội tại Hoa Kỳ đang nỗ lực làm dịu sự căng thẳng chủng tộc tại quốc gia này. Tình trạng căng thẳng đã lên đến mức cao độ tại Baton Rouge từ ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua, khi một người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn chết, và ngay sau đó, những cuộc biểu tình giận dữ của cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã xảy ra ở nhiều nơi. Đức cha Muenz còn cho biết về những thách đố mà thành phố phải đối mặt, cũng như những gì giáo hội tại Mỹ đang làm để thúc đẩy đối thoại và chữa lành. Đức cha Muenz cho biết, bà con giáo hữu đang canh thức cầu nguyện và ăn chay trong suốt cả tuần. Hơn nữa, giáo phận Baton Rouge
sẽ tổ chức một thánh lễ Chúa Nhật đặc biệt tại nhà thờ chính tòa để cầu nguyện cho việc thúc đẩy đối thoại và chữa lành. Được hỏi về những mối liên hệ chủng tộc, Đức cha Moen nhấn mạnh rằng mọi người Công giáo tại Baton Rouge không hề có thù địch với những người khác chủng tộc. Ngài từ chối lời dị nghị rằng những cư dân Baton Rouge có một mối liên hệ thù địch đặc biệt giữa các chủng tộc khác nhau, nhưng thừa nhận rằng chúng tôi cần giải quyết những căng thẳng tồn tại và nuôi dưỡng đối thoại, hầu có thể hiểu biết nhau hơn để thay đổi cách nghĩ của mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Nam Sudan. Đức Hồng Y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các vị lãnh đạo Nam Sudan kêu gọi chấm dứt nội chiến tại nước này. Đức Hồng Y Tuchson, người Ghana, đã đến thủ đô Juba, Nam Sudan, và đã cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại nhà thờ chính tòa địa phương. Ngài chuyển lời chào thăm và tình liên đới của Đức Thánh Cha với cộng đoàn tín hữu. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y đã viếng thăm một số người tị nạn. Hôm sau, 18 tháng 7, Đức Hồng Y đã gặp Tổng thống Nam Sudan và trao sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài cũng mang theo một sứ điệp của Đức Thánh Cha cho cựu Phó Tổng thống Nam Sudan, cũng là lãnh tụ phiến quân. Trong cả hai sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi hai bên chấm dứt tình trạng nội chiến hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau khi trở về Roma, Đức Hồng Y Tuchson nói đến tình trạng dân chúng Nam Sudan đang phải sống trong đau khổ, nghèo đói, thiếu an ninh, bệnh tật, thiếu thuốc men. Hiện thời, tình hình tạm lắng dịu, nhưng người ta lo sợ sẽ tái diễn tình trạng, tuy có hiệp định hòa bình được ký kết, nhưng rồi đụng độ lại tái diễn, và dân chúng lại phải bỏ chạy. Đã ba lần xảy ra như thế. Đức Hồng Y Tuchson cho biết Đức Thánh Cha rất quan tâm tới tình hình Nam Sudan. Khi Đức Hồng Y đến chào Ngài để chuẩn bị ra đi và xin Ngài viết hai lá thư cho hai lãnh tụ đối nghịch nhau tại nước này, Đức Thánh Cha đã viết thư ngay và nói, tôi cũng muốn tới Nam Sudan. Tin Vatican. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow là đại hội kỹ thuật cao nhất cho đến nay. Các nhà tổ chức tin rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow sẽ là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới high-tech nhất, nghĩa là kỹ thuật cao nhất cho đến nay, với ít nhất là hàng chục triệu người có thể theo dõi các sự kiện ở Krakow, không chỉ thông qua TV, nhưng đặc biệt là qua các mạng xã hội như YouTube, Twitter, Facebook và Snapchat, với những người bạn đang có mặt tại hiện trường. Năm 2011, công ty Orange chuyên cung cấp các dịch vụ Internet và điện thoại của Ba Lan tung ra công nghệ cao có tên là High Speed Pocket Access và Dual Carrier, đẩy tốc độ tải xuống lên đến 42 megabit mỗi giây và đăng lên 11 megabit mỗi giây. Theo thống kê năm 2016, trong tổng số 38.593.161 dân, 27.922.152 người Ba Lan thường xuyên dùng Internet. Chính vì thế, tuy Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 chưa bắt đầu, hàng chục ngàn videos đã được tung lên Internet. Tại Trung tâm Báo chí Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, người ta thiết lập hệ thống webcast để tường thuật trực tiếp các biến cố bằng 9 thứ tiếng như Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Ukraine, Đức, Bồ Đào Nha và Nga. Nếu có iPad hay smartphone, bạn cũng có thể cài đặt một ứng dụng tên là Pincream, được dùng trên iOS, Android và Windows. Pincream cung cấp tất cả mọi chi tiết
từ bản đồ của các thành phố, giao thông vận tải, dạy giáo lý, cầu nguyện, bài diễn từ của Đức Thánh Cha, thông tin du lịch, địa chỉ liên lạc khẩn cấp, dự báo thời tiết và hình ảnh, cũng như videos cho các phương tiện truyền thông. Pincream còn có cả một trò chơi video gọi là Run WYD để chơi cho đỡ buồn. Ban tổ chức khích lệ những người hành hương không thông thạo tiếng Ba Lan hay tiếng Ý, nên mang theo một radio xách tay nhỏ với tai nghe, vì một nhóm các tình nguyện viên sẽ có mặt để dịch đồng thời các bài phát biểu và bài giảng của Đức Giáo Hoàng thành 9 ngôn ngữ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 đã được khai mạc tại Cracovia bên Ba Lan, quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Thánh Gioan Phaolô thứ hai từng nói, ngọn lửa thương xót cần được truyền cho thế giới. Sứ mệnh được vị giáo hoàng người Ba Lan này giao cho các tín hữu được chu toàn từng chữ trong cuộc gặp gỡ khai mạc Đại hội Giới Trẻ lần thứ 31 tại Cracovia bên Ba Lan. Trước hết là cuộc chạy đua tiếp sức tia lửa thương xót. Ngày đầu tiên của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, ngày 26 tháng 7, được bắt đầu với cuộc rước tia lửa thương xót từ Lazuniki tới Plonia. Lộ trình này bao gồm các địa điểm quan trọng đối với Thánh Gioan Phaolô thứ hai ở Cracovia, cả trước thời gian Ngài làm giáo hoàng, lẫn thời Ngài đã làm giáo hoàng. Thí dụ, nhà thờ Thánh Florian hay nhà thờ chính tòa Vavel. Cuộc chạy bộ này bắt đầu với một nữ tu thuộc dòng nữ tu Đức Bà Thương Xót ở Lazuniki và những người tiếp theo truyền tay tia lửa thương xót này cho đến khi cuối cùng nó được trao cho Đức Hồng Y Tanislaw Diwis, người chủ tế thánh lễ. Ngọn lửa thương xót được đốt trên bàn thờ và sẽ theo khách hành hương suốt thời gian của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trên đường theo vết chân Thánh Gioan Phaolô thứ hai, có những văn thư lưu trữ trình bày vị giáo hoàng người Ba Lan tại những nơi đoàn chạy đua dừng lại. Trong khi ấy, tại Plonia, cuộc chạy đua tiếp sức tia lửa thương xót được chiếu trên màn hình lớn đặt tại Plonia cùng với các chứng từ cảm nghiệm lòng thương xót và hiện thân giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong đời sống những người có thật. Cùng một lúc trên sân khấu, các hướng dẫn viên ngợi khen và thở lạy, và các hướng dẫn viên ca múa của phong trào Letnica 2000 trình diễn và hướng dẫn các điệu vũ cho tuổi trẻ thế giới. Veronica Grisel, phối trí viên của Ban các biến cố chính, cho biết, chúng tôi muốn trình bày Letnica 2000 có nghĩa là gì đối với giới trẻ, và cha Khan Gora đã làm gì cho giới trẻ. Ngài chắc chắn sẽ chúc phúc cho chúng ta từ trên trời. Trong số nhiều nghệ sĩ, Ivan Komarenko trình diễn với ban hợp ca nhi đồng đến từ Phi Châu. Kế đến là cuộc chạy bộ các biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Vì khẩu hiệu của ngày đầu tiên là Gioan Phaolô thứ hai, nhà sáng lập Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nên lịch sử hành hương các biểu tượng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được khai mở. Thánh giá và ảnh Đức Mẹ cứu chữa dân Roma được rước quanh công viên Plonia giữa các khu vực và được truyền tay bởi các nhóm bạn trẻ từ các nước từng diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới theo thứ tự thời gian. Giới trẻ rước kiệu trong áo sơ mi với huy hiệu của các đại hội từ trước tới nay và phân biệt bởi màu cờ quốc gia bắt đầu từ Roma tới Cracovia. Cùng với đoàn rước, trên màn ảnh sẽ chiếu các tường thuật ngắn của các đại hội trước. Cuộc rước các biểu tượng được kèm theo các thánh ca của các đại hội trước, được ca đoàn và dàn nhạc của đại hội trình diễn. Và sau cùng, trọng điểm là thánh lễ.
thánh lễ được cử hành dưới hình thức thánh Gioan Phaolô thứ hai. Nội dung của nó trên hết sẽ là lời cầu xin được chúc phúc và sinh hoa trái thiêng liêng cho đại hội. Cha Marek Haidila, người đứng đầu ban các biến cố chính, cho hay, đây cũng là lời mời gọi những ai vẫn chưa chắc chắn có nên tới Cracovia hay không. Vì Ba Lan nằm gần Đông Âu, tin mừng luôn được hát trong hai nghi lễ, Công giáo Roma và Byzantine Slavic. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai là điểm nhấn của các nghi lễ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Cracovia, bên Ba Lan. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần? Hôm nay, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là, tại sao phải xin ơn kính sợ? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội cầu xin Chúa ban cho các tín hữu bảy ơn, trong đó có ơn kính sợ. Tại sao phải xin ơn kính sợ Chúa? Đã là thụ tạo thì ai mà chẳng sợ Chúa? Yêu mến Chúa thì mới khó, chứ sợ Chúa là chuyện đương nhiên rồi. Vì thế đâu cần gì phải xin nữa. Quý vị và các bạn thân mến, đúng như vậy, yêu mến Chúa thì mới khó, chứ còn sợ Chúa thì không khó gì. Người ta vẫn thường so sánh sự khác biệt giữa Cựu Ước với Tân Ước, như là sự khác biệt giữa sợ hãi với yêu mến. Hậu quả của sự mặc khải khuôn mặt của một Thiên Chúa công thẳng và một Thiên Chúa nhân lành. Tuy vậy, trong số các hồng ân của Thánh Thần, Kinh Thánh có nói đến ơn kính sợ. Căn gốc của nó là đoạn văn Isaiah, chương 11 câu 2. Dĩ nhiên, người ta có thể vặn lại là đoạn văn này thuộc về Cựu Ước rồi. Nhưng, như chúng ta sẽ thấy, không thiếu những đoạn văn Tân Ước nói đến sự kính sợ Thiên Chúa. Để cho rõ ràng hơn, trước hết, chúng ta sẽ xét lại ý nghĩa của sự sợ. Kế đó, chúng ta áp dụng vào mối tương quan với Thiên Chúa. Sau cùng, chúng ta sẽ bàn đến ý nghĩa của ơn kính sợ mà chúng ta xin Chúa Thánh Thần tuôn ban. Trước hết, cần phải tìm hiểu bản chất của cái sợ. Có nhiều thứ sợ lắm, chắc quý vị đã dư biết rồi. Chẳng hạn như sợ bóng, sợ vía. Sợ ma, sợ quỷ, sợ hùm, sợ hạm, sợ hổ, sợ báo, vân vân. Đó chỉ là xếp loại các thứ sợ dựa theo đối tượng. Và chúng ta thấy có thứ sợ hữu lý và có thứ sợ phi lý. Sợ hùm, sợ beo thì ai mà chẳng sợ. Nhưng mà sợ ma hay sợ bóng thì cái sợ mất đối tượng, sợ vu vơ. Một cách xếp loại nữa là các cấp độ của sự sợ. Từ chỗ nhẹ nhẹ gọi là sợ sợ,
tới cấp độ trầm trọng, chẳng hạn như khi nói tới khiếp sợ, kinh hãi, kinh hoàng. Bàn về nguồn gốc của sự sợ, Thánh Thomas Aquino, dựa theo sự phân tích tâm lý của các nhà triết học Hy Lạp, đã viết như thế này. Trên đời này, chúng ta thường phải đương đầu với nhiều cam go. Những chuyện đó thường được phân thành hai khối, những điều tốt và những điều xấu. Bản năng tự nhiên là muốn chiếm hữu điều tốt và xua đuổi điều xấu. Vì thế, đứng trước một điều tốt cam go, thì ta hy vọng nếu ta thấy có thể đạt được, và tuyệt vọng hay thất vọng nếu ta cảm thấy mình không đủ sức đạt được. Còn với điều xấu điều dữ, thì ta sợ nếu thấy mình không thể vượt được, và liều thì thấy mình có thể thắng được nó. Tới đây, có người lại đưa ra câu hỏi, nói như vậy thì đâu cần sợ Chúa, bởi vì Chúa đâu phải là sự dữ. Đúng rồi, Chúa là sự thiện tuyệt đối, là hạnh phúc chân chính của con người. Vì thế, Ngài là đối tượng của niềm hy vọng của chúng ta, đối tượng của nhân đức trông cậy. Thế nhưng, Chúa cũng có thể trừng phạt tội lỗi của chúng ta. Vì thế mà chúng ta sợ Ngài. Thực ra, tâm tình ấy đã thấy xuất hiện nơi nhiều tôn giáo hoàn cầu. Lúc nãy, chúng ta đã nhắc tới các thành ngữ, sợ ma, sợ quỷ, sợ hùm, sợ hạng. Đó không phải là cái sợ vu vơ, nhưng là sợ một lực lượng vô hình, mạnh hơn ta, và có thể làm hại cho ta. Con người cảm thấy mình bé bỏng, và sợ bị đè bẹp bởi các quyền lực siêu nhiên. Thêm vào đó, cần ghi nhận một tâm thức ở nơi nhiều tôn giáo. Đó là các tai ương, hạn hán, lũ lụt, động đất, dịch tễ, vân vân, được coi như những hình phạt do trời giáng xuống để phạt loài người. Hiểu như thế thì ai mà chẳng sợ ông trời. Sợ trời cũng tựa như sợ sấm, sợ sét, bởi vì có thể gây cho mình mất mạng như chơi. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, tại sao phải xin ơn kính sợ, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Bạn đã đưa tay cho tôi cầm lấy khi tôi tuột dốc bên nẻo đường đời. Bạn đã đến bên tôi lau khô dòng nước mắt băng bó vết thương sâu ủi an trái tim nhau. Dẫu tôi cách lạ đường xa. Dẫu tôi chỉ là người dân mà bạn vẫn cảm thông sẽ chia cứu giúp. Mến yêu nói lời thật tâm, giúp nhau chẳng ngại thiện thân. Đời đẹp lắm những tâm lòng mến yêu. Đã đưa tay cho tôi cầm lấy khi tôi tuột dốc bên nẻo đường đời. Bạn đã đến bên tôi lau khô dòng nước mắt băng bó vết thương sâu ủi an trái tim nhau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
hôn nhân là trường dạy tha thứ. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Một người đàn ông đã kể lại một bài học tha thứ như sau. Sau 45 năm, nhớ lại tên của một người mình mới quen biết, không phải là điều hiển nhiên. Quá tình, tôi đã quên bẵng tên của một lão bà, vốn là khách hàng bỏ báo của tôi, tại Marinette, bang Wisconsin, khi tôi còn là một cậu bé 12 tuổi. Năm đó là năm 1954. Nhưng với tôi thì như chỉ mới hôm qua mà thôi. Bởi lẽ, lão bà này đã dạy cho tôi một bài học tha thứ mà tôi vẫn mong mỏi một ngày nào đó được chia sẻ với ai đó. Một buổi chiều thứ bảy nọ, từ một khu vườn ẩn khuất phía sau nhà, tôi với một người bạn đã nghịch ngợm lấy đá ném lên mái nhà của bà lão. Mục đích của trò chơi quái gở của chúng tôi là quan sát xem những hòn đá chạm đến mái nhà, rồi lăn xuống sân của nhà bà lão như những chiếc sao chổi. Tôi đã tìm được một hòn đá vừa tầm và ném đi. Nhưng thay vì trực chỉ mái nhà, hòn đá lại bay thẳng vào một cánh cửa sổ nhỏ. Kính cửa sổ vỡ vụn. Chúng tôi hoảng hồn bỏ chạy. Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ nghĩ miên man đến tấm kính cửa sổ vỡ vụn. Mặc dù bà lão chưa khám phá ra ai là thủ phạm, tôi vẫn cảm thấy mình thật có lỗi. Mỗi ngày khi tôi đến giao báo, bà cụ vẫn đón chào tôi bằng một nụ cười nhân ái độ lượng. Nhưng tôi không tài nào có thể đi đứng tự nhiên trước mặt bà. Thế là tôi quyết định phải đền bù cho sự thiệt hại mà tôi đã gây ra. Tôi sẽ dành dụm từ số tiền bỏ báo để sửa chữa cho cánh cửa sổ bị tôi phá hỏng. Tôi hy vọng trong vòng 3 tuần, tôi sẽ có được 7 Mỹ Kim. Đây là số tiền mà tôi tính là vừa đủ để đền bù sự thiệt hại. Tôi cho tiền vào một bì thư, kèm với lời giải thích và những lời xin lỗi chân thành của tôi. Tôi chờ cho đến tối sẩm mới dám đến nhà bà lão, và rón rén bỏ bì thư vào thùng thư nơi cánh cửa chính. Tôi cảm thấy được nhẹ nhõm, và tôi tin chắc rằng, trong những ngày sắp tới, tôi sẽ có thể nhìn thẳng vào mắt của bà. Ngày hôm sau, tôi đến giao báo cho bà như thường lệ, và cười lại với bà, với tất cả sự nồng ấm và chân tình của tôi. Bà cảm ơn tôi và nói, bà có cái này cho con. Bà trao cho tôi một hộp kẹo. Tôi cảm ơn bà, tiếp tục chuyến đi bỏ báo của tôi, và hưởng nếm những viên kẹo bà lão tặng. Sau khi đã nhai được vài viên kẹo, tôi tiếp tục mò tay vào trong hộp kẹo, và chạm phải một bì thư. Mở bì thư ra, tôi thấy có 7 Mỹ Kim, và một hàng chữ. Bà rất hãnh diện về cháu. Tha thứ là điều mà con người phải học không ngừng, bởi vì nó không phải là điều tự nhiên. Tha thứ là điều mà con người phải học và trau luyện mỗi ngày. Tha thứ không phải là chuyện mà con người có thể giải quyết một lần cho tất cả, mà cần phải được lặp lại không ngừng. Điều này cần thiết cho đời sống hôn nhân hơn
bất cứ trong quan hệ nào. Trong đời sống vợ chồng, người ta dễ có khuynh hướng trở về chuyện cũ. Mỗi khi có dịp, những gì mà người ta tưởng đã được chôn vùi trong quá khứ lại trồi lên một cách mãnh liệt. Khi người phối ngẫu đã thú nhận những yếu đuối và lầm lỡ của mình, người ta thường giữ những điều ấy trong ngăn kéo và cất giữ rất cẩn thận để sẵn sàng lôi ra và sử dụng như một vũ khí để tấn công. Tha thứ không phải là một biến cố diễn ra một lần. Nó là một tiến trình. Rất ít khi chúng ta tha thứ một lần và xem vấn đề như đã được giải quyết. Tha thứ đã được trao ban, nhưng lắm khi vết thương vẫn còn sống mãi trong ký ức con người. Trong cuốn phim tài liệu có tựa đề Shoah về cuộc sát tế những người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã, một người Do Thái đã từng lãnh đạo cuộc nổi dậy của người Do Thái tại Ba Lan đã phát biểu như sau. Nếu bạn có thể liếm thử trái tim của tôi, bạn sẽ bị ngộ độc. Tha thứ quả thật không phải là điều tự nhiên mà dễ dàng. Đây là điều thường xảy ra trong đời sống vợ chồng. Những cuộc cãi vã và ăn thua đủ với nhau hầu như đã làm cho trái tim của hai người bị ngộ độc. Bi kịch là, không những một trái tim bị ngộ độc, làm ô nhiễm người, liếm phải nó, mà còn thấm nhiễm mọi bộ phận của người mang trái tim ấy. Trong ý nghĩa ấy, tha thứ là một hành động tự vệ, có sức chặn đứng sự rỉ máu trong tâm hồn con người. Bất cứ một hoàn cảnh nào tạo dịp cho chúng ta thực thi sự tha thứ, cũng đều giúp chúng ta ngày càng nên giống Chúa Giê-xu. Đấng từ trên thập giá đã tha thứ cho những kẻ đang hành hạ mình. Tha thứ chính là tình yêu, được thực thi giữa những người chưa yêu thương đủ. Chính vì chưa yêu thương đủ, mà con người phải thực thi sự tha thứ. Nói cách khác, chính vì là những con người bất toàn, mà con người phải tha thứ cho nhau. Đây là điều khó khăn nhất trong giới răn yêu thương của người tín hữu Kitô, nhưng đồng thời cũng chính là linh hồn của giới răn. Người tín hữu Kitô luôn được mời gọi thù ghét tội lỗi, nhưng yêu thương người tội lỗi. Thù ghét tội lỗi, nhưng yêu thương người tội lỗi. Tụ trung, đây cũng là một cái nhìn đầy cảm thông đối với chính bản thân. Càng thấy mình yếu hèn tội lỗi, càng cảm nhận được sự tha thứ của Chúa. Con người càng được thúc đẩy để cảm thông và tha thứ cho người tội lỗi. Thánh Vịnh 103 có những lời như sau. Đồng tây xa cách biết bao nhiêu, thì tội lỗi tôi cũng được Chúa tha thứ bấy nhiêu. Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho con người, nếu chúng ta trở về với Chúa, với một tấm lòng thành tâm sám hối. Chúa luôn luôn có đó, để ôm lấy chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Chúa giàu lòng nhân từ và yêu thương, chậm giận và hay tha thứ. Thật khó mà tha thứ cho người đã xúc phạm đến chúng ta, nhất là khi điều đó lại xảy ra nhiều lần. Chúng ta dễ nghi ngờ lòng thành thật của người đó, mỗi khi người đó trở về xin lỗi. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ chấp nhất mỗi khi chúng ta phạm lỗi. Ngài vẫn luôn chờ đợi chúng ta trở về. Ngài hằng mong mỏi chúng ta trở về nhà Ngài, cũng là nhà chúng ta. Có lẽ chúng ta cảm thấy khó tha thứ cho người khác,
là bởi vì chúng ta chưa cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta chưa tin mình là người được tha thứ, cho nên chúng ta cũng không muốn tha thứ. Nếu tôi có thể nhận chân rằng tôi được tha thứ và không muốn sống trong xấu hổ, tôi sẽ là một người hoàn toàn tự do. Và tự do của tôi sẽ cho phép tôi tha thứ cho người khác đến 70 lần 7. Nếu tôi không tha thứ, tôi tự trói buộc tôi vào sự cay đắng, và như vậy tôi sẽ không còn tự do. Một người được tha thứ, hay đúng hơn, cảm nhận mình được tha thứ, sẽ luôn luôn tha thứ. Chính vì vậy mà trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Tha thứ là cuộc chiến trường kỳ trong đời sống Kitô. Tha thứ là lương thực nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Nhắc đến chân phước giám mục Augustino Lucera, chúng ta nhớ đến hình ảnh của một nhà giảng thuyết thánh thiện, tài giỏi thuộc dòng Đa Minh, đã vượt qua bao thử thách chống đối trong đời mục vụ. Augustino Lucera sinh năm 1260 tại Dalmati, thuộc nước Croatia ngày nay. Người gia nhập dòng anh em thuyết giáo từ khi còn rất trẻ và được gửi đến Paris để thụ giáo tôn sư Thomas Aquino. Người trở thành một nhà giảng thuyết nhiệt thành và nên mẫu gương chuyên chăm cầu nguyện. Người đã chọn một câu nói của Thánh Bổn Mạng làm châm ngôn cho đời sống của mình: Ai biết nghệ thuật sống, người đó phải biết cầu nguyện giỏi. Với tài thuyết giáo, giám mục Augustino Lucera đã hoạt động mục vụ cách chuyên cần và nhận lãnh những trách vụ quan trọng như kiến tạo hòa bình ở Hungary, lập lại trật tự ở vùng Neapoli, cải thiện các hình thức sinh hoạt tinh thần
và đời sống luân lý ở vùng Lucera. Bằng sự nhiệt tâm, giám mục Augustino đã gặt hái được những thành công đáng kể. Cũng vì sự nhiệt thành trong sứ vụ loan báo tin mừng, mà giám mục Augustino Lucera đã bị ông hoàng xứ Đan Mati tấn công, bởi vì ông không ưa vị giám mục gần gũi và nâng đỡ dân nghèo. Chống đối đã xảy ra với những con người làm việc tốt lành, sống chân chính và tận tâm phục vụ giáo hội. Nhìn vào giáo hội hiện nay ta thấy, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhận lãnh vai trò chủ chăn. Với sự thân thiện cởi mở, Ngài đã không chấp nhận rập theo những khuôn mẫu có sẵn, nhưng tạo ra những luồng khí mới cho giáo hội. Tuy nhiên, đi liền kề với phần đông những người ủng hộ lại là những thế lực phản đối bài bác. Khi Ngài dùng ngôn từ giản đơn, bình dân thì gặp phải ý kiến cho rằng Giáo Hoàng phát biểu như một ông cha xứ miền quê. Khi Ngài gần gũi với người nghèo, người vô gia cư thì bị cho là mị dân, quyến rũ dân chúng. Khi Ngài bỏ chiếc mũ nhỏ trên đỉnh đầu xuống và tặng cho dân chúng, rồi nhận lại từ họ một chiếc mũ khác, kiểu như ông nội vui đùa với con cháu, thì họ kết luận như vậy là báng bổ các biểu tượng của Giáo Hoàng. Khi Ngài không ở trong căn phòng dành cho Giáo Hoàng mà ở trọ trong nhà khách Marta, phải chăng Ngài muốn công khai phê bình và chỉ trích các vị tiền nhiệm? Đó đây, trong cuộc đời vẫn có những mảng tối chen vào những mảng sáng. Vì vậy ta hãy nhìn nhận sự tồn tại của chống đối như là điều không thể tránh khỏi. Có thể nói, chống đối luôn ẩn hiện cách kín đáo hoặc công khai dưới nhiều hình thức, và dường như nó len lỏi tác động vào mọi người, mọi nơi, mọi thời, mọi mặt của đời sống. Chúa Giêsu khi xưa đã gặp chống đối. Đức Giám mục Augustino Lucera đã gặp chống đối. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã gặp chống đối. Chúng ta khi phục vụ có lẽ cũng không thoát khỏi chống đối bất đồng. Những lúc như thế, ta hãy nhớ đến chân phước Giám mục Augustino Lucera, người đã vượt qua bao khó khăn bằng đời sống cầu nguyện, thăm viếng giáo dân, hoạt động mục vụ. Bước theo chân phước Augustino Lucera, ta cũng làm cho tinh thần phục vụ được trội vượt trên hết. Đôi khi những khó khăn từ bên ngoài tác động khiến ta nản lòng, không còn mong ước làm được những việc lớn lao như chân phước Augustino Lucera. Nhưng ước gì ta luôn cầu mong cho bản thân có được tình yêu, niềm hăng say trong môi trường và điều kiện sống của mình. Ngang qua cuộc đời chân phước Augustino Lucera, ta được mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cho các giám mục, linh mục, cho chính bản thân ta và hết mọi người được kiên vững trong lý tưởng phục vụ Chúa và tha nhân. Giờ đây, nhờ lời truyền cầu của chân phước Augustino Lucera, ta hãy dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tha thiết. Lạy Chúa, xin thương cảm hóa những tâm hồn, những thế lực đang tìm cách phá rối, làm nguy hại hoặc chia rẽ hội thánh. Xin cho họ biết hướng tới những giá trị thiện hảo đích thực. Lạy Chúa, con muốn thân thưa với Chúa hai điều con không muốn vấp phải. Một là con bị nhiễm lây sự chống đối chia rẽ. Hai là con tìm cách tách biệt những người chống đối ra khỏi đời sống của con. Xin đừng để con trở thành những người chống đối hoặc rơi vào tình trạng thái quá bất cập. Nhưng thương hướng dẫn con bước đi trong ánh sáng đức tin,
và sẵn sàng đồng hành với những anh chị em đang lạc hướng. Amen. Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi đường con đi lẻ loi một mình? Làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn? Đời con năm tháng vẫn long đong, Chúa ơi, bước chân con về nghe xót xa buồn tênh. Đời con năm tháng vẫn lênh đênh, Chúa ơi, mây mù vây phủ muôn lối con đi. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang thơm máu. Nhìn lên thánh giá Chúa đau thương, mối tình thơ vương con tim lặng thầm. Và con đã biết Chúa yêu con, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang sương máu. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.